Bớ người ta cái đây xem nè. Tôi bắt được nàng xem chùa bà con ơi. Hay đó, đừng có xem chùa nữa. Sắp đi. Hey yo, xin chào các bạn, trở lại với kênh của mình. Hôm nay chơi tiếp tựa game Onslaught Defense nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái gọi là tier list về những cái unit mà các bạn nên sở hữu ở trong cái gọi là những cái bản update này. Thì nói đúng hơn thì đây là một cái tier list mà dành cho những anh em nào đi Infinity. Thì anh em nên gọi là chú ý những unit này để săn đón. Còn những anh em nào mà kiểu như mới bắt đầu game mà kiểu mình muốn gọi là tiết kiệm cái lượng kim cương cái tỏi của mình, thì anh em cũng nên xem video này để thử xem là mình nên chọn những unit nào uy tín để chúng ta gọi là mạnh mẽ trong Infinity anh mà. Thì ở trong cái video này mình sẽ nói đến là những cái unit mà thứ nhất là hỗ trợ, và thứ hai là những unit nào mà đam mà hiện tại là gọi là khủng nhất. Mình sẽ phân tích cho anh em thấy là cái unit nào anh em nên sở hữu, cũng như là những cái unit nào thì anh em nên gọi là cân nhắc thôi chứ không nên mà sở hữu nó. Rồi thì ok, không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Bạn cần một dịch vụ kề hơi, một nơi bán Robux uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn, nơi bán Robux rẻ nhất tại Việt Nam. Cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 Robux. Đến ngay shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24/7 khi bạn gặp lỗi. Vào đây để ủng hộ cho mình nha. Rồi mà thì mình cũng đã cố gắng rồi chuẩn bị những cái unit mà gọi là tốt nhất ở trong cái thị hiện tại. Nó có cái lượng đam gọi là cũng ổn định, và cũng như là nó có cái mặt ở trong cái meta này. Một số unit thì chắc là anh em chỉ cần ron ở trên cái banner 6 sao là được. Còn một số unit thì chắc là anh em cần phải cày cuốc một tí để up lên. Nhưng mà đại đa số là những unit này anh em cũng có thể sở hữu hiện tại một cách dễ dàng anh em mà. Và cũng như là ở trong cái tier list này mình cũng sẽ có một số cái up luôn, để anh em dễ dàng hơn trong cái việc gọi là xác định cái phương hướng mình chơi game nha anh em. Rồi thì mình để mình bật cái full màn hình lên cho anh em coi cho nó dễ anh em ạ. Đây thì đây là cái mà cái tier list mà tôi đã chuẩn bị. Tắt quảng cáo này cái. Rồi thì đây là những cái unit mà mình đã chuẩn bị cho anh em. Thì trước tiên là chúng ta sẽ có là must have, là kiểu như là cần phải có. Maybe là anh em sẽ suy nghĩ là trong đội hình mình có hay không. Bet dam là một cái gọi là anh em phải đem theo kiểu như là để làm DPS chính của mình. Rồi good bên, nhưng mà nó con này là tốt nhưng mà nó sẽ có một số cái điểm yếu đó. Và cuối cùng là trash, tức là anh em nên gọi là vứt con mẹ luôn đi. Rồi thì đó là mình sẽ bắt đầu nha anh em. Thì trước tiên must theo mình nghĩ là thứ nhất là chúng ta phải có silo trước đi ha. Hai con silo này cực kỳ cần thiết cho chúng ta, và riêng cái con Ikidac này anh em cần phải có cho nó là cái ốp mà làm chậm nha anh em. Rồi tiếp theo là tôi nghĩ là tới cái vấn đề mà tiền bạc anh em ạ. Tiền bạc thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có cái con Bulma này là vẫn còn ở trong cái đội hình của chính của chúng ta, và con này là con CEO. Thì để mình cho anh em biết một thông tin đơn giản thôi, đó là cái con Bulma và cái con CEO này anh em, thì khi mà anh em nhét nó vô cái đội hình của chính của mình và có cái cấp độ là 175 thì qua một quay anh em sẽ nhận được cái lượng tiền rơi vào khoảng là 360 đến 370k. Mình không nhớ con số kỹ nhưng mà mình nhớ là ở khoảng đó anh em ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái dòng này mất theo. Thì chúng ta vẫn còn một cái khuôn mặt mà gọi là cực kỳ cần thiết nữa, đó là cái con trời sau cái quảng cáo này xuất hiện các bạn. Đó chính là cái con này nha anh em. Con này là con on wing để boost dam cho chúng ta. Và tiếp theo là cái con ngưng động thời gian này. Con này là con gì? Con The Patriot, con tổng thống Mỹ. Con này cũng khá là cần thiết luôn. Ngoài ra chúng ta cũng nên đem theo con Dio. Hai con này là nó sẽ combo cho anh em, và anh em sẽ gọi là giảm được cái thời gian rất là quan trọng. Nó sẽ gọi là cho anh em câu giờ được là khoảng 40 giây. Và 40 giây thì anh em có thể sử dụng liên tục, do là anh em neo top thì anh em đi từng quay mà. Khoảng 2 quay thôi là anh em sẽ sử dụng được chiêu này. Nên là mình khuyên là anh em nên đem hai con này theo. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có con nào nữa? Ở đây thì mình nghĩ là sẽ cần thêm, chắc không cần thêm nào đâu, để tí mình sẽ suy nghĩ thêm. Ở dưới này là dòng maybe, tức là cần phải suy nghĩ đến. Ở trên này thì còn một cái ốp nữa anh em cũng khá là cần thiết đó. Rồi tôi nghĩ là cái ốp rank, nhưng mà ốp rank này thì anh em chỉ cần mua thôi là được. Còn cái ốp này thì anh em cần có được thì anh em phải đi, hình như là mình nhớ là challenge 3 thì phải, là anh em sẽ có được thôi. Rồi bây giờ thì hãy đến cái dòng maybe chúng ta gọi là kiểu như là có thể cần trong đội hình. Chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ có Doctor Lo cùng với cái ốp của anh ta. Con này là Doctor hết chứ, con này là con Lo. Cái kỹ năng của nó đặc biệt khi mà chúng ta có cái ốp á, là nó có thể đẩy lên đến 9 mục tiêu về cái vị trí cũ anh em ạ. Thì nếu mà anh em muốn biết rõ cái con Lo như thế nào thì anh em bấm thử á, là con Lo ở trên kênh của Giáo Sư Phúc đi. Chứ bây giờ mình nói cũng mình phân tích nó cũng không có được rõ ràng đâu. Nó chủ yếu là đẩy 8 con, 9 con ngược về cái vị trí cũ của nó, khá là ngon. Chúng ta cũng sẽ cần thêm là cái con này. Con này là Zonova 6 sao. Zonova 6 sao thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái ốp nữa. Cái ốp này thì anh em nói chung là hai con này thì mới cần ốp thôi. Còn cái con Zonova này thì cái ốp nó có hay không cũng không quan trọng, bởi vì con Zonova này anh em chúng ta chỉ cần nó gọi là quay ngược lại thôi. Con này thì nó sẽ quay ngược cái đàn quái lại một cái khoảng thời gian nhất định, khoảng là 3 giây. Nó khá là ngon, tại vì khi mà được xì ló anh em quay ngược lại thì nó sẽ giúp ích cho rất là nhiều anh em ạ. Rồi, và chúng ta sẽ có thêm con Butrang nữa, nó sẽ nằm ở vị trí này. Con Butrang nó nằm ở vị trí này là bởi vì có một số cái đội hình không cần Butrang, kiểu đội hình Madara và đội hình Satsuki thì không cần Butrang. Và một số đội hình kiểu như là cái con Jiren hay là con Jiren với con này nè, con Eren thì nó sẽ cần cái Butrang. Thì anh em sẽ nên nghĩ là mấy con này có trong đội hình hay không. Rồi, tiếp theo là ở dòng maybe này thì tôi nghĩ là sẽ có thêm cái con Gozo 6 sao. Gozo 6 sao nó nằm ở cái dòng maybe này á, là bởi vì á anh phải hiểu là cái con này thì trong cái đội hình chính thức là chắc ăn là kiểu như anh em đi tới Infinity á thì chắc anh em không cần đâu, mà mấy cái người già già của mình á thì sẽ cần, tại vì ngưng động thời gian full bản đồ thì nó cũng không phải là tệ lắm anh em, mà nó cũng gọi là làm chậm đi những cái quái rất là nhiều. Mặc dù nó không ngon mà cái con ngưng động thời gian 5 sao anh em, mà ngưng động thời gian 5 sao nó vẫn ngon hơn, tại anh em sẽ đóng băng được một cái khu vực quái và khiến cho mấy kiểu như anh động một cái đàn ngoài trước phải không, và mấy con ngoài sau nó chụm lên lại anh em đóng cái nữa là nó dính lại nguyên đàn nhỏ xíu, giúp cho cái con mà Madara với lại cái con Satsuki nó đam tốt hơn. Đấy, anh em đánh một cái trúng hết nguyên đàn nó sẽ tốt hơn, chứ mà đợi kiểu ngưng động thời gian 6 sao anh em cái đàn quái nó cũng gọi là còn giãn giãn ra, anh em đâu có mà đánh đam được nhiều đâu. Đó là cái con 5 sao nó sẽ cần thiết hơn con 6 sao này mà. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy đến với những cái dòng đam anh em. Ở đây thì còn cái ốp code với lại ốp này, thì ba cái ốp này thì anh em gọi là có cũng được mà không có cũng không sao anh em ạ. Cái mức độ mà dễ kiếm của nó thì tôi đánh giá là cũng dễ thôi. Ốp lửa thì là challenge 1, ốp bom thì là cái gì hình như là cái gì thứ hai, cái ải thứ hai trong game tự mình quên nó là gì rồi. Còn cái code ốp này thì là cái thứ ba trong game mà đi extreme mới có được anh em ạ. Cái đó hình như gọi là cái gì travel, đúng rồi travel anh em ạ. Cái này là treo 2, còn này là treo 3 extreme, hai cái này extreme hết. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy tới những cái con mà đam nha anh em. Những cái con đam thì tôi thật là đam hiện tại là cũng có khá là nhiều con đam uy tín, nhưng mà trước tiên á là tôi sẽ cho anh em biết là cái meta hiện tại là cái con nào đang gọi là đam ngon nhất nha anh em. Đam ngon nhất cái meta hiện tại sẽ không phải là một mình Madara, mà phải là Madara đi chung với cái con Satsuki này anh em ạ. Madara đi chung với Satsuki nó sẽ có một cái lượng đam khá là ổn định anh em. Đây thì mình cho anh em coi cái lượng đam nó như thế nào. Không phải cái con Madara này khi mà so sánh với những cái con kiểu Baby Vegu hoặc là cái con mà Jiren thì đương nhiên là không có cửa đó, nó không có cửa hai con đó anh em ạ. Nhưng mà nếu mà anh em so về cái một cái gọi là một cái vấn đề khác là cái vấn đề tiền anh em ạ, thì hai con kia nó quá đắt so với gọi là cái tình hình chung này. Con Madara với con này cộng lại cái giá tiền nó sẽ rơi khoảng là 2,2 triệu, một cái lượng tiền ổn để anh em gọi là sử dụng. Đối với con Baby Vegu này nó là một cái unit mà có cái lượng tiền quá là kinh khủng anh em ạ. Lượng tiền nó rơi khoảng là đâu 2,4 triệu hay là 2,2 triệu đó để match một con anh em, thì nó sẽ khiến cho anh em gọi là phải khúm núm trong vòng. Đây để mình cho anh em coi cái lượng đam của nó. Đây hai con này nó gọi là ở trên wiki nó được search rất là nhiều anh em ạ. Với cái con mà Madara này thì chúng ta chỉ tốn khoảng là đâu anh em có thấy là 1,2 triệu thôi, em sẽ có thể gọi là phòng thủ được ở trên trời. Đấy, và cái rank của nó thì rất là rộng, đó là cái điều mà nó sẽ không cần boost rank trong đội hình. Còn con Baby Vegu thì nó cũng gọi là ngon anh em. Baby Vegu thì nó cũng có một cái rank rất là rộng luôn. Đây Baby Vegu cái rank của nó cũng xem với con đó. Lượng đam của nó là 1,2 triệu và nó đánh còn khủng khiếp hơn cái con con Madara nữa anh em ạ. Cái lượng đam của nó còn khủng khiếp hơn Madara nữa. Cái AoE nó cũng ghê hơn nữa, nhưng mà bù lại cái lượng tiền nó quá đắt anh em ạ. Anh em chỉ có thể đặt ra một cái con này để carry thôi. Nên là việc đó khi mà so sánh giữa cái con Madara cộng con Sasuke với nó thì nó sẽ không thể mạnh hơn cái cặp đôi kia được. Nhưng mà dù vậy thì nó vẫn có một lượng đam khá là tốt anh em ạ, mà tôi vẫn sẽ để nó ở đây thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có là con Jiren. Jiren thì nó gọi là kiểu như khá là ba rọ anh em ạ. Lượng tiền tiêu tốn của anh ta là khoảng là 1,6 triệu anh em ạ. 1,6 triệu thì gọi là cũng được, gọi là ổn để chúng ta kết hợp nó với cái con mà Satsuki. Nhưng mà khi mà anh em đặt full Jiren rồi, anh em muốn đặt con Satsuki ra thì nó cũng khá là khó, tại vì con Jiren này nó yêu cầu là nó ở trên trời, và con Satsuki này thì nó lại ở dưới đất, nên là cái vị trí đặt nó sẽ khiến cho người boost rank nó khó chịu. Chưa kể nó là con Jiren này cần boost rank nữa mới được anh em ạ. Và ở trong Infinity á, chúng ta cần phải tối giản cái gọi là những cái hoạt động đi bất nhất có thể, tại chúng ta còn phải time stop cái kiểu đồ nữa. Nên là cái con này mình đánh giá là nó chỉ gọi là đứng ở đây thôi, nó sẽ thua hai con này nha anh em. Nhưng mà về cái mặt nào đó thì nó vẫn có cái lượng đam khá là ngon. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có là cái con này. Con này thì nó sẽ đi top. Con này thì là cái con gì? Con này là con Itachi. Con này thì nó sẽ là một cái nhân tố mà đi top khá là mạnh. Con này nó đi top gì anh em? Con này là đi top Elemental. Nó là một trong những cái unit mà carry unit, Elemental khá mạnh. Và con này thì nó có khả năng đốt rất là mạnh, là rơi khoảng là 30 lần. Là lượng đam đốt của nó maximum có thể lên đến là khoảng 6 triệu. Đấy, và chưa kể là nó tiêu đốt cũng khá là nhiều mục tiêu do cái rank nó rộng. Rồi chúng ta sẽ có thêm là cái con này nữa. Con này thì phải có ốp nha anh em, mà hình như là mình quên cắt cái ốp rồi. Cái ốp con này là con Kira, khi mà nó có ốp lên lượng đam nó sẽ rơi vào khoảng là 200 triệu. Một cái lượng đam gọi là khá là đáng kể, 236 triệu nếu mà nó đúng cấp độ max của nó. Cái lượng đam của nó rất là đáng kể, nó có thể dọn cho anh em những cái quay rất là cao. Nhưng mà cái con này nó có một cái đặc điểm là nó ngốn tiền rất là nhiều anh em ạ. Nên thường đó nha, người ta đi cái mà người ta mà đi ải mà đi top anh em, người ta chỉ dùng cái con này để cho mà kiểu như là một người mà hỗ trợ đó, đi tới cái quay mà có quái bay á, họ dùng cái này để họ dọn quái cho nhanh để tăng cái tốc độ trận đấu lên thôi. Chứ thật ra là không có con này trong đội hình vẫn ổn anh em ạ. Con này thì mình sẽ gắn nó ở đây thôi anh em ạ. Giá tiền của nó cũng là 3 triệu nên là nó rất là khó, gọi là khó để đặt ra ở trong cái vấn đề event này. Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ có là Naruto hả? Naruto thì nó thật là nó không đánh được bay, mà không đánh được bay thì chat đấy. Chúng ta cũng có một cái trường hợp cũng tương tự như vậy, đến là anh K3. Anh K3 thì nó cũng không đánh được bay nên nó cũng khá là chat anh em ạ. Rồi và chúng ta sẽ còn những cái thanh niên ở trong mà cái gọi là cái Attack on Titan anh em ạ. Thì ở trong Attack on Titan thì nó sẽ có hai cái unit gọi là liên kết nhau khá là nhiều, đó là cái con Eren này. Eren này thì nó sẽ gọi là mạnh nhưng mà nó có một cái điểm yếu là nó cũng mạnh nhưng mà nó có cái điểm yếu là nó cần thêm tuấn khỉ nữa chúng ta mới sử dụng được tuyệt chiêu anh em ạ. Mà tuấn khỉ thì nó cũng không phải là mạnh lắm anh em ạ. Đem vào một slot thì nó chỉ gọi là tốn slot ta thôi. Đó là con Eren này thì nó sẽ bị con tuấn khỉ này kéo xuống. Tuyệt chiêu của Eren thì nó cũng có một cái gọi là cái điểm mà khá là tuồn anh em. Mình hôm bữa mình đã quay cái video 32 Eren rồi nên là mình biết được là cái con Eren này, nếu mà anh em muốn gọi là nghe để cái tuyệt chiêu nó mà được cái lượng đam to nhất á thì anh em phải boost xong anh em mới gọi là sử dụng tuyệt chiêu. Chứ kiểu mà anh em đang yên lành đó anh em sử dụng tuyệt chiêu á, cái cutscene của nó quá lâu, nó làm cho gọi là cái hiệu ứng boost đam nó biến mất ở trong cái lúc mà cutscene đó anh em, là nó sẽ không ủi được nhiều sát thương. Đó chính là cái lý do mà tại sao video 32 Eren của mình nó lại bị hụt cái sát thương về cuối game như vậy. Và anh em có thể coi kỹ video đó là ở quay 60 thì mình sử dụng hai con, lúc đầu hai con mình dọn không được đàn quái và lần sau thì cái đàn Eren anh em ủi quái rất là nhanh em ạ. Đó là một trong những cái lý do mà cái con Eren này nó khá là khó dùng anh em. Rồi hai unit này là hai unit mà dùng để anh em đi cái top gọi là top elemental anh em ạ. Lượng rank và lượng sát thương của hai con này thì nó cũng thuộc hàng tốt, nhưng mà nếu mà nó cái con nào tốt hơn thì mình sẽ chọn cái con Mikasa nha. Mặc dù lượng tiền của Levi nó ổn hơn thật, nhưng mà nó thật là trong đi mà cái ải mà kiểu elemental anh em thì cái con này nó sẽ gọi là tiền bạc nó cũng không thành vấn đề đâu. Chúng ta chỉ cần dồn tiền để ra cái con hai con này thôi. Thứ nhất là con Itachi và thứ hai là cái con Death Note để chúng ta ký sổ thôi. Đó là mình nghĩ là những cái con cái lượng tiền thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn con Mikasa vô để cho nó được lượng đam ngon nhất. Rồi thì cái bảng xếp hạng của mình là không biết có còn thiếu con này hay không. Đa số là những cái con anh em cần phải dùng ở trong cái đây toàn là những con support thôi anh em ạ. Về cái phần mà đam thì mình nghĩ là trong đây là cái cặp đôi này sẽ là cái cặp đôi mà anh em cần phải gọi là kiếm tốt nhất, tại vì kiếm nhiều nhất, tại vì hai con này nó cũng khá là dễ kiếm. Riêng cái con Madara thì anh em đi chơi rồi, còn cái con Satsuki này thì anh em up lên. Satsuki này thì tôi thấy là cái việc mà up lên nó cũng không phải là cái vấn đề quá là khó khăn anh em ạ. Nguyên liệu thì toàn là ở ải 2 thôi nên là anh em chỉ cần gọi là up nó nhẹ nhàng lên là được đấy. Nguyên liệu nó thì tôi thấy là cũng dễ nên là em có thể cầm cái con này up lên đó. Nhưng mà có một việc đó anh em, là khi mà anh em có được những cái unit này anh em sẽ tốn nhiều ẹp hơn để up nó. Thì con Mara với con Sasuke thì anh em cần tới nâng tới hai con lận, và nếu anh em nâng con Jiren đó thì anh em nâng có một con thôi. Rồi thì cái đó là toàn bộ những cái kiến thức của mình về cái game Onslaught này mình đã gọi là đem trong video này. Thì không biết là có sai cái phần nào không, thì nếu mà có sai thì anh em nhớ để bình luận cho mình, hay là mình còn thiếu cái con nào mà kiểu làm Infinity này rúng động thì anh em nhớ cũng để lại bình luận cho mình để mình sửa chữa trong tương lai nhé anh em. Bây giờ thì cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye.